Quý vị, ngày 17 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với sự tham gia của 63 tỉnh thành với 999 đại biểu chính thức tham gia đại hội. Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình có 11 đại biểu, trong đó có 7 đại biểu là các nghệ nhân, già làng, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh, đại diện cho khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tham dự đại hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị rất quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và đất nước, có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi đại biểu của tỉnh Hòa Bình khi tham dự cần nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của đại hội, chủ động tích cực, trách nhiệm, có tinh thần xây dựng khi tham gia các hoạt động của đại hội. Sau khi đại hội kết thúc, các đại biểu cần phát huy vai trò là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến những kết quả của đại hội, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương để sớm lan tỏa trong nhân dân.